xong anh về nhà nha, nghỉ ngơi. 1:30 ra đây trông sách giùm tôi. Tôi đi mua sách, khách hàng hẹn 2:00 đó. Không có được trễ nha. Tuân lệnh. Alo, ở khu Đức Quang có cái nhà lớn chiếm trái phép, giờ phá luôn anh. Anh chịu trách nhiệm nha. Dạ. Thôi tôi về nha. Khuya, nhớ đúng 1:30 nha. Nhớ rồi. Trời ơi, chuyện gì vậy? Tại sao lấy đồ của người ta bỏ lại? Trời, mấy người đang làm cái gì vậy? Đồ của tôi mà, bỏ lại ngay. Nghe đây, bỏ lại đồ của tôi mà. Mấy người làm cái gì vậy? Trời, mấy người làm cái gì vậy? Đồ của tôi mà. Làm cái gì vậy? Về nhà mau. Mệt.
có chuyện gì? Nhà bị người ta ủi sập rồi. Ủi sập lần sao? Trời ơi, lúc tôi về nó đổ nát hết, tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra nữa. Người ta vô hôi của tôi không can được, về liền đi. Bỗng muốn khóc cho lòng nhẹ thôi, đi, đi luôn đi. Sao em không cứ khóc cho về đi? Vẫn biết thế nhưng lòng chợt đau thắt. Chuyện vui em xin giữ cho nỗi buồn đừng qua đây. Khi đêm còn lại trong từ từ, cứ bình tĩnh rồi sẽ tìm ra thôi mà. Đừng mất rồi. Hợp đồng công việc nhớ là để đây mà. Dạ dối.